Bạn từng pha một ly espresso nhưng mà lại bị chua khiến bạn nhăn mặt thì đừng lo lắng nha. Video này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng và nhanh chóng. Espresso bị chua có thể là một trong những vấn đề thường gặp làm cho khách hàng của bạn phàn nàn hoặc là buổi sáng của bạn chua lè chua lét. Nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân và cách khắc phục. Khi cà phê được chiết xuất thì có 4 giai đoạn chính về cảm nhận vị, đó là mặn, chua, ngọt, đắng. Và khi mà muốn espresso của mình không chua thì hãy sử dụng những mẹo sau đây. Sử dụng cà phê rang đậm hơn. Cà phê rang đậm hơn thì cái vị nó sẽ đắng hơn và giúp cho cân bằng được vị chua. Thứ hai là điều chỉnh độ mịn cà phê. Nếu mà xay to thì cà phê sẽ chảy nhanh hơn và loãng, còn xay mịn thì cà phê sẽ nghe cái mùi rất là khét. Thứ ba là kiểm soát áp lực và thời gian chiết xuất. Đảm bảo là lực nén đủ mạnh để thời gian chiết xuất espresso từ 25 cho tới 30 giây. Vậy là bạn có thể là điều chỉnh được espresso của mình không bị chua rồi nha.